thôn Cát Hải, xã Tân Hải, xã Phú Mỹ ạ. Thành phố Vũng Tàu, bà đi Vũng Tàu Dạ. không? Rồi bây giờ cô đến đây nhờ Tiến Hải là tìm ai? Nhờ chú tìm con của tôi ạ. Con cô là họ tên gì? Trần Văn Khả. Dạ con xin phép cô có thể cô giới thiệu rõ họ tên cô cũng như là hiện nay cô đang nơi cô đang sinh sống và hôm nay cô đang cầm hình về từ Bà Rịa Vũng Tàu về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ của nhà Bình Dương là tìm như thế nào cụ thể thông tin Vâng, sao cô. tại vì tôi là Hoàng Thị Sâm ở xã thôn Hải, thôn Cát Hải mà xã Tân Hải, xã Phú Mỹ. Thằng con của tôi đi nó đi học ở trên này ở ở Thủ Đức coi là 3 năm. Qua 3 năm xong cháu đi làm vậy là từ lúc đi làm nhân mất năm nay nữa là 9 năm là mất tích. Không có tin tức gì nữa mà nên chỗ cháu ở thì họ bảo là cháu đi xu đi đâu rồi. Dạ Là con mất. xin phép cô có thể cô giới thiệu là con cô họ tên là gì và sinh năm bao nhiêu cô? Hoàng Thiên Hoàng Trần Văn Khả mà sinh năm 83. Sinh năm 83 là tuổi Quý Hợi. Vâng. Và con cô là mất tích đến giờ phút này bao nhiêu năm rồi cô? 9 năm ạ. 9 năm qua hay tại sao 9 Vâng. năm qua mà cô không về đây báo đội hiệp sĩ của Thành Hải Bình Dương mà giờ này cô mới báo là sao cô? Tại vì gia đình nó cũng nhiều cái trắc trở, thiếu thốn nhiều trong và không có tiền nên không dám báo Ở đây ai. biết gần mà đâu cần gì phải mẹ đâu cô. Vậy bây giờ với cái cô ở mé cạnh nhà cô mới giới thiệu là có chú Hải giúp đỡ đi đi tìm người thì mới Dạ. biết xong với nên. Cô có thể giới thiệu là con cô sinh năm 1983 Vâng. mà mất tích đến giờ phút là 9 năm rồi. 9 năm rồi. Trong 9 năm vừa qua này cô đã tìm con ở những đâu rồi? Thì đi tìm xung quanh những cái chỗ mà cháu nó ở ở chỗ cũ chỗ Thủ Đức ạ. Trước khi Nhưng con mà cô bỏ đi mất tích thế này ấy, là con cô đã có vợ có con thì chưa? chưa Chưa ha. vâng 9 năm qua là chị vẫn chưa. Hiện nay là vâng con cô cũng gần 40 tuổi, đã 40 tuổi rồi. vâng Đúng không ạ? vâng Mà đến là giờ phút này là 9 năm qua rồi. Trước vâng khi con cô mất tích là mất tích địa phương ở đâu cô? thời gian cháu học ở quận 12. Dạ. Vâng, làm đi dạy học ở quận 12 xong rồi tự nhiên mất tích. Vậy là con cô là giáo viên. Không phải là giáo viên nhưng mà cháu đi học đại 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 học nhưng mà rồi đến lúc học xong bắt đầu rồi đi ở với cái ông thầy giáo vậy nó đi dạy học một thời gian vậy là mất tích. Vậy thì cháu nó về nó mẹ ơi mẹ có người họ họ bảo họ giúp con đi sang nước ngoài lao động vậy xong tôi bảo là này con ơi bây giờ đừng có nghe bây giờ chuyện ngoài đời nó nhiều giả dối lắm thôi con cứ ở nhà con học xong con về nhà con làm chứ con đừng có đi ra nước ngoài. Vậy là một thời gian là mất không thấy tin tức gì. Trước khi con cô mất tích là mất tích tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Trước khi thời điểm đó là con cô có đem theo tài sản gì không cô? Không ạ. Không Cháu ạ. đi thời gian cháu đi học thì cứ đến tháng tháng là đến ấy là về lấy tiền vậy thôi. Chứ không có gì hết. Ở nhà ngoan ngoãn chẳng chỉ có lo học thôi. Vậy mà thời gian đi làm xong rồi, đi dạy học là đi mất tích vậy. Đau khổ vô cùng. Đến giờ phút này là cô nghi ngờ điều gì? Thì bây giờ thì biết là mất vậy thôi. Con cô báo tin trước cái thời điểm mà con cô mất tích là con cô trực tiếp điện thoại cho gia đình là báo tin là con cô chuẩn bị đi nước ngoài. Tại vì cháu nó về tận nhà nó bảo mẹ mẹ có người họ họ bảo là họ giúp đỡ con đi sang nước ngoài để lao động. Thì Nhưng bao nhiêu mà thời gian sau này con cô mất tích? vậy sau phải đến hơn một năm. Hơn một năm sau là con cô mất Vâng. tích. Vậy xong tôi bảo về này thôi con ạ, bây giờ ngoài đời nhiều ai lắm, con đừng có nghe ai hết. Con ấy xong rồi con học xong con cứ về nhà con làm. Rồi có anh có em. Vậy từ tự nhiên mất cái thầy chú tôi đau khổ vô cùng. Mất một đứa con như đứt một đoạn ruột. Lúc nào cũng đau khổ. Trong 9 năm vừa qua phải là một người mẹ tìm con Vâng. trong vô vọng, còn nó là vô cùng đau khổ ha. Gia đình mình trước cái thời điểm mà con mất tích phát hiện là mất tích ấy, Vâng. là có báo trình báo cơ quan công an ở tại địa phương chưa cô? Cũng trình báo rồi nhưng mà cũng Không có tìm không được. có tìm được tại vì gia đình không có khả năng. Cô có thể chia sẻ rõ về cái câu chuyện con cô trước cái thời điểm mà bỏ nhà đi như thế này mất tích ấy, là con cô báo tin cho gia đình ấy, là chuẩn bị đi nước ngoài là đi nước đất nước nào cụ thể? Nó chỉ bảo là có người họ bảo là họ giúp đỡ con đi nước ngoài lao động Là trai hay gái, cháu trai ạ. là người người bạn trai hay là người anh trai? Cũng không biết nó chỉ về nó nói không vậy thôi. Cô chỉ nghe em phong phanh như vậy Vâng. thôi, thực sự là bây giờ thông tin chính xác mà chưa biết là con cô đang đi với ai mà Vâng, như thế nào. bây giờ không biết chỉ biết là mất vậy thôi con chả biết là đi đâu nữa. Nếu trong vòng 9 năm vừa qua nếu thực sự mà con cô nếu mà còn ổn thì Vâng. con chắc chắn là con cô sẽ liên hệ cho cô rồi, Vâng. đúng không? Bởi vì Vâng. trong 9 năm vừa qua thời gian phải nói rất dài, Vâng. không phải là ngắn mà phải nói là vô cùng dài. Vâng. Mà trong 9 năm vừa qua phải nói dịch bệnh ở trên tất cả các toàn cầu, Vâng. khắp nước trên toàn thế giới. Vâng. Thế vì vậy cái điều gì thì mình chưa thể nói trước được. Vâng.
Đúng rồi, hy vọng như vậy, nhưng mà chưa biết được có thể là mong manh hay không và còn may mắn đến với cô hay không. Vâng. Bởi mới đây đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương cũng tìm được một chị gái quê ở miền Tây. Vâng. Gia đình về đây cầu cứu, báo thông tin là con mất tích ở hơn 12 năm. Nhưng đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đăng tải thông tin và đã tìm được chỉ trong vòng chỉ có mấy giờ đồng hồ thôi. Vâng. Và tìm được. Và chính người con gái đó hiện nay đang bên Trung Quốc, ở đất một tỉnh rất xa. Vâng. Ở bên Trung Quốc. Nhưng mà rất lấy làm tiếc, bây giờ người con gái đây bây giờ cũng không muốn về, bởi đang có một cuộc sống rất yên ổn. Vâng. Đó, nhưng bây giờ thì gia đình phải nói là trong mười mấy năm qua thì gia đình phải nó thay đổi rất nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ thì rất lấy làm tiếc mà em gái không có về. Wow. Đó, cũng nói là có con, có chồng rồi. Bây giờ cuộc sống yên ổn thì chỉ báo tin gia đình là bây giờ con hiện nay còn sống và không về. Vậy thôi. Nên là vô cùng là lấy làm tiếc cho một gia đình của chị gái đó. Khi đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương tìm được. Nhưng mà cái người chị đó nói chuyện một cách rất thờ ơ. Đó. Thì hy vọng câu chuyện mà con của cô đi 9 năm thì sẽ là thời gian dài, nhưng mà vẫn có hy vọng để tìm được. Hy vọng là em trai xem được video này, hãy biết thông tin của đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương, đăng tải thông tin lên. Hãy cố gắng liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Nếu khó khăn ở đất nước nào cũng được, các anh em này tìm cách chú xếp giúp em trai trở về nhà một cách an toàn và tốt đẹp nhất. Mọi người cũng nhờ cho chú, tại vì cô bạn nó ở mẹ nó mới nói là anh hiệp sĩ này mới biết, chứ còn chẳng biết gì hết, mà bây giờ nhà không có khả năng đưa kiếm tiền đưa đi kiếm người đi kiếm này nó là khó hả. Vâng. Cô có điều nào cô chia sẻ trên video này của đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương, cô chia sẻ thẳng thắn trên video này để hy vọng con trai cô xem được video này. Vâng. Con trai cô tìm cách cố gắng có thể để liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương hoặc báo tin cho gia đình. Mời cô ạ. Vậy bây giờ tôi cũng nhờ các chú này kiếm được cháu về, mà mẹ cũng là mẹ của cháu bây giờ. Bây giờ con có về thì mẹ có không còn ở chung cư nữa. Nhưng mà mẹ chuyển sang bên nhà mẹ đi ở rồi. Cho nên mẹ rất đau khổ vô cùng. Một người mẹ đứt một đoạn ruột lúc nào nó cũng đau. Người ta những cái ngày người ta vui, người Tết thì người ta vui. Nhưng mà tôi rất đau khổ vô cùng. Chỉ ăn Tết bằng nước mắt thôi. Tại vì cháu nó nhà nó cũng ngoan ngoãn, chỉ nó học tôi. Mà bây giờ tự nhiên lại ra như vậy. Cho nên tôi đau khổ vô cùng. Nên nhờ mọi sự nhờ các chú giúp đỡ gia đình nhà tôi cho cháu nó nghe được tin này nó về. Cô hãy chia sẻ, cô đọc tên họ, tên ngày tháng năm sinh con cô nguyên quán để con cô xem được. Mà cô nhắn gửi những điều gì có thể là từ tình cảm đáy lòng của cô. Vâng. Yeah. Cháu nó là Trần Văn Khảm mà sinh năm 83. Mẹ thì Hoàng Thị Sâm. Mà bây giờ trước thì bây giờ cái nhà cũ thì không còn ở nữa, nhưng mà bây giờ chuyển thằng bé nhà Tị Nhung rồi. Bây giờ hễ mà con nghe được tin này con về thì con về mẹ nhà Tị Nhung, chứ bây giờ nhà cũ không còn nữa. Mẹ rất mong mỏi con không về thì mẹ đau khổ. Mẹ bây giờ bệnh tật mẹ rất nhiều, mẹ chỉ còn thiếu mỗi cái bệnh ung thư là mẹ chưa có thôi. Tháng nào cũng 5-6 triệu tiền thuốc. Mà hôm nay về trên cũng ban cho mẹ khỏe để mẹ đến đây nói nhờ các chú giúp đỡ gia đình. Mọi sự nhờ các chú. Dạ con xin phép cô có thể chia sẻ cô hiện năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 66 tuổi ạ. 66 tuổi đi tìm con. Vâng. Vâng. Là tìm trong vòng nhiều năm qua rồi. Vâng. Dạ hiện nay thì cô có thể chia sẻ là tại sao con nghe cái câu chuyện mà cô không còn nhà cũ nữa là sao? Cô hiện nay là gia đình mấy người con? Nhà cũ thì ở nó không có hợp với gia đình. Cho nên phải chuyển sang đi chỗ khác. Mà cũng ở gần đấy thôi. Dạ, cô có thể chia sẻ là cô được mấy người con ạ? 7, dạ. 4 trai 3 gái. Người con mà bỏ đi như thế này, mất tích như thế này là con thứ mấy của cô ạ? Con thứ 3. Con thứ 3 trong gia đình. Vâng. Dạ. Và nó là thực sự là một cái thông tin là một người mẹ hơn 60 tuổi, gần 70 tuổi đến nơi rồi. Đúng không ạ? Cầm tấm hình đi tìm con, đầu bạc đi tìm tóc xanh như thế này. Thực sự là câu chuyện rất đau lòng, xảy ra rất nhiều trên tất cả tỉnh thành. Vâng. Hiện nay thì và nó câu chuyện này mà 9 năm thì thực sự rất ít. Nếu thực sự con cô mà xem được video này thì con cô hãy cố gắng tìm cách để liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương, nếu mà báo tin cho gia đình. Con nghe được tin như vậy thì con cố gắng về để mẹ nhìn thấy con một lần nữa. Mẹ bệnh tật nhiều, không có bê trên thì mẹ không đi được. Vừa rồi tháng 9 ngày 22 á, thì đội hiệp sĩ có tìm kiếm. Vâng. Có báo tuổi trẻ thông tin rồi. Vâng. Thành công hết cô là 2 năm mất tích 2 năm ở nhà. Vâng.
đó là rồi đọc chữ Nguyễn Hải có đi tìm tìm về, nhưng mà đi tìm nhiều nơi lắm, đi tìm xong mới gặp anh đó, anh ngoài bìa đường á, đó là anh đi lâu quá thì nói chung là mà bắt một kinh á, nhẹ tìm được rồi á, là chở anh về nhà, anh ôm mẹ anh khóc, do hôm đó là mẹ gặp bệnh hồi cúc đó, cô lên cái tờ báo tuổi trẻ đi rồi nó đang tháng 8/2021 được đọc chữ Nguyễn Hải tìm được, vâng, mất tích 2 năm. Thực sự là câu chuyện một người mẹ ở tại Vũng Tàu về Bình Dương này, phải nói là trên 100 km để về báo thông tin tìm một người con trai sinh năm 1983, đã mất 9 năm vừa qua này, sắp xỉ 10 năm rồi. Bây giờ Tết chuẩn bị đến Tết rồi, đúng không ạ? Chỉ còn có một vài ngày nữa thôi là Tết rồi. Thực sự là những cái câu chuyện này rất đáng buồn, nhưng người ta là Tết thì các con ở tất cả các tỉnh thành về sum họp gia đình. Nhưng đây là mẹ vẫn âm thầm, gia đình vẫn âm thầm đi tìm con, đúng không ạ? Dạ thôi, cuối video này con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ của thành Bình Dương xin chân thành gửi lời chúc sức khỏe đến cô cũng như toàn thể gia đình, luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công. Hy vọng là trong thời gian ngắn và sớm nhất thì sớm có thông tin của con trai của cô nhé. Vâng. Thế này, nếu mà có thông tin thì lấy số điện thoại của Chú Hải. Rồi, số hỏi của Chú Hải là 0913 7858 bà con có lời chia sẻ. Tại vì cũng bị lừa mấy lần đúng rồi. Nè, bắn vào câu nói đúng á. Bà con bác không nên cho số hội của mình lên trên mạng xã hội, đưa bị lừa nó kêu nó thấy rồi, kêu chuyển khoản, nó chỉ cho rồi là chuyển khoản là mất tiền luôn. Nên mọi người cứ đăng, cứ điện thoại cho hiệp sĩ Nguyễn Hải 0913 7858 58, bà con chụp gửi qua Zalo là có biết thì mai tại vì một ngày tôi tìm các trăm người. Nên mọi người không phải cảnh giác giùm câu vấn đề này, đáng lẽ con cho số hội của người bị hại người đi tìm nhưng không cho được, tại vì nhiều người bị lừa. Con gái không? Dạ. Rồi cô họ tên gì? Nguyễn Thị Kim Chi. Cô sinh năm mấy? Sinh năm 1970. Dạ chị, cho phép cho em hỏi này, chị hiện nay đang sinh sống tại đâu chị? Ở tại Bình Dương mình. Tại Bình Dương à? Dạ. Hôm nay từ Bình Dương chị về Bình về đây gặp đội hiệp sĩ của Bình Dương, đúng không ạ? Dạ. Để tìm người con gái của chị. Dạ. Chị có thể chị giới thiệu cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết là con gái chị họ tên là gì ạ? Nguyễn Thị Bích Tuyền. Dạ. Sinh năm 2000, là năm nay 22 tuổi. Dạ. Con gái của chị là mất tích nhà, mất tích lâu chưa? 4 tháng mấy mà cụ thể là trước cái thời điểm bé mất tích, nhà bé mất tích ở đâu? Nó đi đâu không biết, bị trong nhà đi làm hết rồi, nó nhà đi mà mình cũng không biết, bây giờ điện nó cũng không được. Con gái chị trước khi mất tích như này, con gái chị làm công việc gì ạ? Làm công ty. Công ty ở đâu ạ? Công ty ở chỗ nó làm bên chợ Tý An gì á. Dĩ An hả? Ừ. Con gái chị đi làm trước là hàng ngày là sao, có về không? Có, về. Sáng đi chiều về. Dạ. Vậy là con gái chị mất tích là cụ thể là có báo tin về nhà thì như thế nào không? Có đi đâu không? Có báo tin không làm sao? Không có nói, không gì hết trơn. Đi thì nó không có nói gì. Có nghĩa là đi làm là không có về nữa? Không. Sáng đi bình thường chiều về, mà sáng đi là chiều không có về. Dạ. Chị có liên hệ cho con chị không? Liên hệ cũng không được. Điện thoại? Không được luôn. Đến giờ phút này chị đã tìm kiếm con chị ở đâu rồi? Có đi kiếm vòng vòng hết trơn. Nhờ này kia em múc rồi chạy kiếm vòng vòng có 1-2 tháng không được. Rồi mới nghe tin nói là anh Hải gì này tìm gì đó, ta chỉ gì mới xin số điện. Chị đã tìm hiểu thông tin của các bạn của con chị chưa, với cái nơi công ty con chị làm việc chưa? Là đó người ta nói không biết đi đâu cũng không biết. Nó nói lúc đó là nó có quen nhỏ bạn ở trong công ty á, rồi xe ngang rồi về, nó có chồng nhưng mà nó nghe là người ta là đi vô đó ở làm nó luôn, rồi đi theo nhỏ luôn rồi. Đến giờ phút này là cái người bạn của con chị đang nói là đi theo luôn nữa, là có đúng chính xác hai người đi cùng với nhau không? Đi rồi, đi cùng rồi. Sao chị biết được? Chị có biết chính xác không? Cái nhỏ con gái lớn nào là bằng chung, hai chị em bằng chung công ty, là nó nói hai đứa đang nói chuyện với nhau, bạn bè, nghĩ bạn bè không mà chị nó cũng la. Rồi rốt cuộc về bằng cái đã rồi, nó nghĩ chồng nó thấy vậy, chồng nó không có cho làm chung nữa. Rồi xe ngang về nhà cho nghỉ đâu có từng gì đó, rồi sớm ở nhà đi làm hết, rồi nó nhà nó trốn đi lúc 2 giờ mấy, đâu có ai biết đâu. Có nghĩa là con chị hiện nay đang bỏ đi với một người trong công ty. Đúng rồi. Là người con gái. Cái người gái đó, luôn. Người đó là có phải là ô môi không? Hay là người bình thường, có chồng có con không? Không, người đó cũng chắc ô môi cái gì, nghe nói gì đó cũng không hiểu nữa. Chị phải tìm hiểu chứ, bây giờ chị có cái gì chị cũng nghe mà. Nhỏ gái gì đó, nhỏ đó ô môi đó, nhỏ đó. Ờ. Chị biết sao không? Bởi tại sao em hỏi chị cái câu chuyện nó sâu như vậy? Đội hiệp sĩ của thành Bình Dương đã giúp rất nhiều các trường hợp, những bé ô môi, dụ dỗ những bé bình thường, có nghĩa là những bé giới tính thứ ba dụ dỗ phải một cách rất ngoạn mục. Đúng rồi. Nhiều bé trở đi không có cơ hội trở về, mà không muốn về luôn. Đó. Vì vậy chị đang nghĩ là con chị đang đi theo một người giới tính thứ ba. Đúng rồi, nhỏ nó cũng tên con Tuyền gì á, nhỏ con gái thứ hai lớn nói gì đó. Tuyền.
À, tên là Tuyền là hai trường hợp rồi. Đúng cũng rồi. Đi theo một bé Tuyền này, cũng ô môi luôn. Đúng rồi. Đó, cũng ở tại Bình Dương rồi luôn này. Mấy bữa trước là có gia đình về báo cũng đi theo bé Tuyền. Cũng với bà mà vô đó nó kiểu như nó nhốt cái tầng phòng luôn. Trong vòng một tháng là sụt 10 kg liền. Đang 50 kg là đi một tháng là chỉ còn 42 kg rồi. Vì sao thì cái đó thì các anh em này không thể biết được. Nhưng đại loại là đa số những bé gái bình thường mà đi theo những bé ô môi này là không có cơ hội trở về. Dù rằng người ta không nhốt nhưng mà không muốn về. Đó, vì chúng làm cái cách nào đó thì mình không thể biết được. Nhưng mà cái này cũng... một tuần trước á, là nhốt bé trong phòng điện gia đình nửa đêm á, chạy cầu cứu mà thấy chạy xuống cứu về á, là con bé cũng như là cũng con bé là tâm tiền, nhưng mà không biết ở phải hay không. Này nó mất tiền sinh năm 2000 con gái nè. Vậy là con chị trước đây có thường xuyên bỏ nhà đi thế này bao không, giờ? Không có. Vậy là con chị có người yêu chưa? Trước khi có chồng rồi anh. Có chồng luôn? Dạ. Vậy là con chị có chồng mà bé ô môi cũng có chồng? Nhỏ ô môi đó không có, nhỏ không có con chồng. Gái. Ồ. À. Vậy là hiện nay chồng với con của con cháu của chị đâu? Nó chưa có con. Hai vợ chồng chưa con một năm mấy rồi mà chưa có con cái gì chứ. Thế vậy là bây giờ chồng là người con rể của chị có đi tìm vợ không? Có đi tìm hết trơn, mẹ con đi tìm hết mà không có. Sao hôm nay chị không gọi chồng là con rể chị về đây? Nó sáng nó bệnh, không gài bệnh, nó ói mửa, đi không nổi, sáng ngủ đi, nó con đi không nổi. Bệnh thật hay bệnh giả? Thiệt chứ, tôi mua thuốc, chích thuốc cho nó hôm qua. Trong đó. Cuộc sống hôn nhân mà hai vợ chồng của con của chị á, chung sống với nhau hơn một năm, đăng ký kết hôn hơn một năm á, thì chị thấy cái cuộc sống sao có hạnh phúc không? Có chứ, đẹp không? Chẳng em gu không có gì hết trơn á. Chị có ở gần không? Ở hai mẹ con ở sát xà phòng nhau mà. Chị quê gốc ở đâu? Ở An Giang. An Giang, từ An Giang về Bình Dương lập nghiệp hả? Dạ. Vậy là con giờ đến giờ phút này là con chị đi hơn 4 tháng rồi. Dạ. Hoàn toàn không liên lạc được. Không. Không có báo tin gia đình luôn. Không luôn. Vậy nên nhiều phần trăm là con chị đi theo cái người ô môi đó, nhưng mà chưa biết cái thông tin chính xác người ô môi đó đang ở đâu. Dạ. Nhiều khi á, nhiều người, nhiều bé gái này có chồng có con rồi nhưng vẫn bỏ nhà đi. Mới đây đồ hiệp sĩ Nguyễn Hà Bình Dương cũng giải cứu được một bé quê ở mãi miền Trung. Vô trong này cặp mới mà bé ô môi ở tại trong phòng trọ. Mà gia đình đã phải tự bắt khiêng xuống xe, bắt từ trên gác xếp xuống. Đó, hình dung như vậy, bốn người bê một bé 18 tuổi để xuống xe, nhưng bé quyết định là bé không về. Đó, nhưng mà mọi người thì nói là khuyên nhân bé cứ về đi, rồi muốn ở với ai ô môi hay là không muốn ở với ai ấy, thì gia đình sẽ bàn tính trò chứ không được bỏ nhà đi như vậy. Đó, cũng các anh em này cũng tìm được thông tin ở tại Chí An Bình Dương. Thì mới đây thì giờ lại tiếp nhận tiếp cái thông tin của chị. Đó là rất nhiều các trường hợp, rất nhiều bé ô môi hiện nay đã dụ dỗ, phải là một cách rất khéo, rất khôn, mà làm cách nào đó thì nhiều bé không trở về. Bây giờ thì cũng nhờ hiệp sĩ anh Hải rồi này kia đi tìm nó được đâu, rồi em cũng mang ơn các anh, được rồi lôi kéo nó về. Chị có thể nói to lên, nói đó, nói rõ lên cho con chị hiểu được, con chị tìm cách liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương hoặc liên hệ cho gia đình. Cũng nhờ anh Hải, hiệp sĩ bên anh Hải này đi kiếm tìm con gái giùm. Giờ con cũng nghe là mẹ về đi. Chị đọc tên con chị, họ tên ngày tháng năm sinh nguyên quán. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2000, sinh ngày 8, ngày 23 tháng 8, năm 2000. Thì con cũng nghe lời mẹ đi về đi, mẹ nói là kêu con về sống. Tìm không được, giờ kiếm con không được, ở nhà anh Hải kia dùm. Biết bao nhiêu lần, nói nó về, nó cũng như vậy. Chồng nó bây giờ chồng nó nằm nhà cho giao khóc, nó tự dặn của nó giờ vợ chồng qua nói ổng vậy, thằng gậy nó bây giờ nhớ vợ nó muốn tự dặn, sợ quá trời. Giờ nghe thằng tin anh Hải tìm người vậy, nhờ anh Hải tìm giùm. Cũng cảm ơn anh Hải, cầu cho anh bên anh Hải tìm kiếm con mình giùm, kiếm được rồi đang đây cũng mang ơn các anh. Thấy ghế tôi nghiệp quá trời rồi, giờ không biết cái nổi gì thôi, không biết chứ mẹ biết lâu rồi, đi rồi không biết. Thực sự là người mẹ đang cầm hình về đây để cầu cứu, nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Dương để tìm người thông tin về con gái của mình. Có chồng rồi mà không hiểu lý do nào đó mà bỏ nhà đi thế này, một cách rất khó hiểu. Đi tìm tùm lum hết chứ, không biết đâu hết chứ. Đến bây giờ này, phút này là người chồng của nó cũng vô cùng đau khổ, chắc chắn là ai dính một trường hợp này cũng sẽ hiểu được. Sáng rồi kêu con đi với mẹ đi con. Con đi không nổi mẹ ơi,
Hiện nay chị đang làm công việc gì? Bên em làm hồ không mà. Làm hồ. Dạ. Những ngày tháng vừa qua phải nói chắc chắn là tư tưởng bất an. Làm chứ mà ẩm tới dàn giáo mà ẩm nhớ làm mà nhớ con không biết ở đâu rồi lúc nào gãy nó vậy nữa. Ẩm rồi ấy mà trái dàn giáo mà chạy thì chở đi chứ vô nước biển kia. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này để hy vọng là các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chia sẻ lan tỏa nhiều hơn nữa để con chị sớm tiếp cận được, con chị sớm trở về. Nhờ các anh chị trên đồng mạng đó chia sẻ giùm tiếp cho con của em về và Nguyễn Thị Bích Tiền đó, con của Nguyễn Thị Kim Chi á, sớm mau về vợ với gia đình chồng con đó. Cũng cảm ơn các anh chị trong cộng đồng mạng chia sẻ giùm. Khi con chị á, hai người tổ chức này có kết hôn không? Dạ có chứ, có. Hai đứa yêu nhau là quen biết nhau lâu chưa chị? Quen biết cũng mấy tháng rồi, cũng ở cùng luôn. Có là tự chúng yêu nhau chứ không phải là mối lái gì. Dạ dạ. Lúc đầu là gia đình bên tôi không có chịu cho nó. Nó thương thằng này là nó đòi đi theo không à. Rồi cái xây ngang mới thấy vậy thôi, đi con mình nó thương mình gả đi ông ơi. Gả rồi sống năm mấy trời. Rồi xong tự nhiên làm công ty với chị nó trong đó mà gặp con nhỏ bê đê này vậy đó. Thằng chồng cũng sợ bỏ đi, vì thằng chồng nó hơi đi em ơi em ở nhà em nghỉ đi. Để anh làm cho. Kêu nó nhà nó nghỉ rồi được từng vậy đó, không biết sao ở đây đi làm hết, nó nhà nó đi hồi đầu không hay. Thực sự là rất nhiều các bé đi theo những bé thế giới thứ ba, giới tính thứ ba này, thực sự là đa số không hiểu tại sao mà không muốn về. Mà rõ ràng các bé là phát triển bình thường, đúng không ạ? Nhiều bé có chồng, có con rồi. Mới đây á, cách đây hơn một tuần là có một bé còn ôm cả con đi kìa. Đến giờ phút này gia đình phát hiện được là đi theo một bé là giới tính thứ ba đó. Nhưng mà rất lấy làm tiếc là đội nghiệp chính thành Dương tiếp cận được mà báo tin, nhưng mà bé nói là bé không có về đó. Hy vọng là con gái của chị xem được video này, là con gái chị hãy thương cha mẹ mình, thương gia đình nhiều hơn, và nhất là thương người chồng của mình, bởi vì đó mới là một niềm vui, đó mới là hạnh phúc. Còn đi theo những người kia nó chỉ là ham vui trước mắt thôi. Dạ. Yeah. Sớm muộn là người ta cũng thì sẽ mình sợ vậy đó. Dạ. Yeah. Hy vọng là con chị xem được, con chị sẽ hiểu được. Cũng cầu xin các anh đi ấy tìm kiếm nó được. Lần này gia đình em cũng mang ơn các anh rất nhiều. Dạ. Yeah. Thì cuối video này em xin phép thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin chân thành cảm ơn đến cuộc chia sẻ của chị. Dạ. Yeah. Chúc chị luôn thành công trong cuộc sống. Hy vọng là một vài thời gian tới thì sớm nhất có thể con chị sẽ báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương. Yeah. Theo số điện thoại 0913 785858 chị nhé. Yeah. Chúc cũng, chị luôn thành công ha. Cũng em cũng cảm ơn các anh nhiều. Chúc các anh cũng mau thành công. Dạ. Chị phải giữ sức khỏe để